được đa phần không? Anh nghĩ bắt đầu được chưa? Nói chuyện là coi như là bắt đầu từ Huế vào Phú Quốc được Ok. chưa? Good morning Việt Nam. Good morning Việt Rồi Nam. bắt đầu được đấy. Ok, cũng là coi như bắt đầu á là cái thời năm 1972 là tôi với mẹ tôi ra quê và làm nhà. Sau khi là biết được cái mùa hè đỏ lửa và biết được những cái trận đánh của là điền gọi là điền môn đình môn cự lược gì đó, cái trận đó là rất là thê thảm của là thủy quân lục chiến đã nằm trong cái vòng vây của quân Bắc Việt và bị tàn sát rất là nhiều. Thì sau lại họ mới dựng dự và đúc cả một cái cánh đồng lúa chín thơm phơi phất. Trong một cái trận đó thì tại sao họ có cái trận đó? Cái trận đó là vì cái người mà thủy quân lục chiến á là tiểu đoàn Tráo Điên với là tiểu đoàn trưởng mà bộ binh á, cung binh là họ đi làm đường đó không anh, họ đi làm đường xây dựng nông thôn á, thì những cái đổ họ chạy những cái xe ben để mà đổ cát đổ đồ cái làm đường á. Những cái binh chuẩn là tiểu quân lục chiến á, ở toàn miền Trung ai cũng ghét hết, nó ghét nó Làm coi như đường làm cầu. làm lương làm cầu nó cung binh đó, vậy là coi như là chiến đấu nữa. Bên chỗ là gọi là coi như là chi của chị là coi như là Tráo Điên á, chị là Tráo Điên dân Huế á, dân miền Trung dân Huế lúc đó bên thì họ họ thấy nó ghét lắm. Một cái binh chuẩn rất là ghê gớm, họ tàn sát á, là quân Bắc Việt rồi họ còn á, Nhất là hồi tháng 3. hiếp dâm á, phụ nữ của là Việt Nam là coi như của Cộng Hòa nữa. Họ đánh vào cái trận đánh của Điện Môn Cự Lược đó là họ đánh trong cộng sản chạy rồi á, Bắc Việt chạy rồi, họ vô đó là bắt gà bắt vịt bắt heo rồi coi làm thịt ăn rồi uống rượu say sưa hiếp dâm phụ nữ nữa. Có cái ông nội nào nói đó không? Không biết anh Nguyễn Ngọc Lập có biết được cái trận đó không? Nếu anh biết thì anh cứ lên tiếng để cho tôi nhiều cái cung cấp để tôi nói ra. Và người nào ở cái thôn xã của Đình Môn Cự Lược đó hãy lên tiếng và nói để cho tôi biết thêm, vì tôi ở Huế tôi không có rõ, nhưng mà tôi quay tin tức và tôi á, có cái đài radio hồi đó mà có cái đài mà radio 4 băng á, nó giá trị lắm phải không à, đi đâu mình nghe được hết á, tin tức ở đâu nghe được hết à. Thành ra khi mà tôi biết được Shockwave đấy. tôi biết được á là do cái tin tức của đài radio lúc đó là cũng có chịu lên, nhưng mà họ chịu có mấy cái đoạn rất là giả dối. À, tại sao mà họ bị thất bại cái trận đánh đó là vì họ vào cái làng xã đó họ hiếp dâm, rồi sau lại á, cái dân đó họ với dù họ vào cái trận địa để cho quân Bắc Việt bao vây và đánh họ. Trong một cái tôi nghĩ là khoảng là cái tiểu đội hay là coi như tiểu đội á, khoảng tiểu đội á bị chết trong cái trận đó vì họ nấp dưới cái lùm môn môn anh môn là coi vậy là cái những cái lùm với là lũa là bắt đầu khi đi họ bảo là ở đây đi Việt Cộng nó đi đằng kia, tôi thấy cái nhóm Việt Cộng kia cái việc đi theo con đường này là coi như là sẽ tới đó là có cái chỗ Việt Cộng ở đó, thì cái người đấy cứ đi tới đó đi tới nằm trong cái trận địa bắt đầu bắn xạ bắn bỏ hết. Nếu cái người nào ở trong sự quân lực chiến á mà biết được cái này á cứ lên tiếng nói đi để tại sao họ phải là coi như chịu những cái
cái tang thương chết như vậy. Vì họ không không đủ tư cách là một người lính để bảo vệ nhân dân. Cái người lính bảo vệ nhân dân phải là đến đâu phải lo cho dân đó. Khi đó mới gọi là quay một người chiến sĩ Việt Nam Hòa hùng mạnh. Nhưng mà cái chiến sĩ Việt Nam Hòa là đánh chỗ nào đi là coi như là hiếp dâm cho nó, cướp của, rồi coi như bắt gà bắt vịt ăn, bắt heo bắt đồ ăn. Nó học lại của là tụi Nhật á. Tụi Nhật là đi đâu là coi như đánh đâu là thằng đó là coi như có ăn bà chơi, có bia rượu ăn, có đồ ăn là coi nhậu nhẹt á. Quý vị tưởng tôi không biết cái gì. Tôi cũng là quá như cũng 12, 13 tuổi thời đó. Tôi cũng đủ trí khôn, để đủ cái cặp mắt để nhìn thấy được cái việc làm gì. Còn những cái thôn quê á, tôi ở nơi chỗ cái vùng mà biển đó. Họ những cái người lính mà thì có lực chuyển làm công binh á, đổ đường chạy xe ben với rem xe á. Chạy xe ben là quá như để mà đổ đất, lấy cái đất đồn ở biển á, mà đổ mấy cái đường mà coi như là bị ổ gà đó. Lúc đó đi ra làm nhà, mẹ tôi dẫn tôi ra làm nhà năm 12. Rồi bạn tôi với rủ tôi là coi như vì tôi cũng là chuyện đó. Nó thích ăn đồ nhãi với ếch lắm. Với những cái con gì mà coi như mà cua đồng của đó. Thì chúng tôi còn trẻ đấy, cứ đi lên nó bắt xong rồi coi như mình nó chạy về mình giông tay lên đó. Cái mình cho nó cái sâu ếch đó, hoặc nhãi gì đó. Để cho nó chở mình đi đoàn cho nó vui thôi. Nhưng mà nó cũng vẫn là tàn nhẫn với tôi là khi mà đi lên xe rồi á, lấy cái sâu ếch nhảy rồi xong rồi á, rồi chửi tôi đủ má mày xuống. Không xuống nó là lấy cái AE là coi như cái súng AE là coi chỉ vào đây, đổ thằng nào dám bu vào cái cửa nó anh không. Như vậy coi như người lính có giảm má không? Đó là cái tuổi thơ của tôi. Để mà coi như tôi nói ra đây nhá, cho quý vị thấy. Để cái gì mà coi như họ là bưng bịt. Những cái tôi biết rằng cái thời cuộc của chiến tranh thì cái gì nó cũng xảy ra. Để mà cái bàn cờ chính trị mà anh không phải cần để đánh trên cái bàn cờ chính trị đây bằng những cái trình độ, cái mưu mại, những cái hành thức mà mình có. Nhưng mà đối với một cái người lính Việt Nam Hoa rất là may. Tôi thấy sau này tôi mới nói là rất là may. Chế độ của là coi như bên quân Bắc Việt là chiếm lấy thắng được cái giải phóng của năm 75. Dạ dù ra quân Việt Nam Hoa mà thắng được miền Bắc thì hỏi thử những người đàn bà của miền Bắc như thế nào. Bây giờ các ông nói rằng á là đàn bà Việt Nam đi qua bên tàu bên Tây hay là bên Đài Loan để lại chồng hay nào. Hồi cái chế độ Cộng Hòa có không? Ai dám nói không có, tôi nói cho. Khi cái cao điểm của là lĩnh Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là tôi nhớ là khoảng năm 69-70 cho đến 71-72. Cái cao điểm là gọi là chơi bời, hút sách địa điểm các cái câu lạc bộ, các cái chỗ mà coi như phòng trà, các cái chỗ mà coi như đồng điểm á, đều có những cái tay này hết. Tại sao nó có những là coi như là 25.000 con lai còn tồn tại và qua Mỹ? Ai đúc cái tiền tượng này? Ai đưa cho những người này vô làm sở Mỹ ở câu lạc bộ Mỹ? Có phải những cái bà mà coi như là sĩ quan của Việt Nam Hoa là coi như làm việc trong đó và đưa vào không? Cái đó không nô lệ tình dục là cái gì? What you explain me now? Các ông á, bịt miệng, bịt mắt của họ hết. Cái thời nào cũng có là coi như cái đau khổ của người đàn bà Việt Nam vậy đó. Tại sao họ đau khổ ấy? Vì họ quá nghèo nàn đấy, họ quá là quá khổ đấy, họ phải chịu làm những cái việc công việc đó.
chẳng qua đi lấy chồng Hàn Quốc, có những người mà coi họ đi họ họ thành công rồi họ gửi về cái bạn bè họ là muốn đi, nhưng mà những người mà họ đi đấy á là họ nhiều khi họ bị bất hạnh đi, họ bị cái nhóm mà lừa gạt đấy, nên họ nằm trong cái những người bất hạnh đó. Thì các ông cứ nhét vào họ là coi như là bạn phụ nữ cái này cái nó, what the hell you think about that? Ông Nguyễn Cao Kỳ nói, các quý vị mà muốn thương á, đất nước này, các quý vị ngầm miệng đi. Để cho buôn nô lệ tình dục, có nói vậy. Anh công nhận tôi là coi như là cái sở Mỹ câu lạc bộ hồi trước là coi như không nói về nó, không nói lệ tình dục thì có con lai không? Tôi xin lỗi các anh em con lai nha, tôi không nói đồng chạm, nhưng mà tôi nói đây là nói sự thật để coi như họ biết được á, là có. một cái thời đại nào á cũng có là những người đàn bà rất là tội nghiệp vì cái trẻ cưng mà nào họ phải làm cái công việc này, họ phải hy sinh á, cái đời họ để mà họ muốn cứu lấy một cái gia đình họ, để mà họ giúp được cái gia đình họ một chút. Nhưng các ông cứ nhét vào, nếu các ông nói về cái thời đó thì hãy nói về là cả hai bên. Cái xã hội mà coi như nó phát triển thì nó phải có cái tệ nạn thôi. Chứ các ông lấy cái tệ nạn bây giờ mà so lại cái tệ nạn lúc trước á, it's stupid. Nói về bây giờ để nói về tham nhũng nữa, nếu mà anh nói về tham nhũng thì anh phải nói cái thời đó, cái thời của ông là quay Nguyễn Văn Thiệu và cái thời mà coi như của ông ở bên kia là Võ Nguyên Giáp ở miền Bắc, người kia bên nào tham nhũng nhiều hơn? Những cái ông quân cảnh sát, địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ, rồi ông Liên Thành á, ông là coi như cảnh sát trưởng ở Huế đó, ông nói ông không tham nhũng đó, ông không nói, tôi chỉ cho coi như là cho người ở Huế nói chuyện với ông luôn. Huế những cái coi như cái tham nhũng là cái thời đó là miền Nam là coi như là nhiều nhất, tệ nạn nhất, cùi chết máu gì đấy, thì coi như mình như tôi căng thẳng như cười chút rồi cho nó thoải mái. Anh thấy là coi như cái thời điểm đó là sao, nếu mà nói phải nói cái thời điểm đó, chứ mình nói lại cái thời điểm đó mình so sánh cái thời điểm này đó, những cái tàn ác của là tôi không nói bên chuẩn khác vì cái bên chuẩn nào tôi thấy tôi nói thôi đó, cái bên chuẩn sự quân lực chiến là từ khi mà bắt đầu mà thành lập ra cho đến khi mà cuối cùng của Đình Mình năm 75 á, họ làm quá dễ sợ, hầu như họ có cái mẫu là coi như là hùng hậu, vì có mẫu lạnh ở có cái mẫu mà coi như vô cảm ở trong cái cô nhi viện rồi. Anh có đồng ý với tôi là coi như thời điểm đó là đa số là sĩ quan lục chiến là họ đào tạo trong cố nhiệm viện ra không? Thành ra khi mình nói đây là nói để cho coi như là các anh á là nhận được là tôi nói đúng hay là tôi. Nguyễn Ngọc Lập nó cũng là con quốc gia nghĩa tử. Đấy, những người đó nha, lên nằm trong đó vì ở trong đó là họ ra họ không có cái gì mà coi như điểm mà worry hết á. Không có là coi như, nhưng mà họ chỉ biết là ra là chiến đấu để cho hùng mạnh thôi. Lúc đó mà cái quân Bắc Việt là sợ sự quân chuyện kinh khủng lắm. Đã. Còn những cái mà coi như hành quân về á, chính tôi ở Quy Nhơn, tôi vào Quy Nhơn năm 63, ở cho đến là coi như là năm 70 mấy, tôi tại 75, 76 như tôi mới ra quê. Lúc giải phóng lên đó.
Tôi chứng kiến những cái vụ mà coi như hành quân á, của các anh đi đi hành quân về á. Bia rượu đầy chỗ 37 hay là gì hết á. Còn bắn nhau các binh chủng nữa. Đôi lựu đạn nữa, cảnh sát tới á, chơi luôn. Cũng chỉ có là sợ quân cảnh thôi. Anh có đồng ý tôi là coi như là có như vậy không? Để cho coi như người ta biết là coi như là những cái kẻ mà coi như dỗ dàng mà coi như mà che những cái những cái mà cái hành động của mình làm cái tội có đó. Chứ bây giờ đó là đọc cái cuốn sách của Cao Xuân Huy đó. Đọc sách đó thì mình họ làm biện đọc lắm. Nhưng đây là mình nói là để cho cái Trung để... úy Sử Quân Lục Chiến viết tháng 3 gãy súng, có kể hết tất cả những cái gì mà Bình mới nói đó, từ những hiếp dâm khi mà đó Thủy quân Lục Chiến Mỹ Thủy quân Lục Chiến Việt Nam á rút ra khỏi cái về miền Trung đó thì kéo về Thuận An, mà muốn đi qua Thuận An là phải đi qua Huế, thành ra rồi đó là cái chợ Đông Ba đó là vào cướp của giết người hiếp dâm này kia đó. Nó xảy ra đầy hết trong cái cuốn tháng 3 gãy súng Cao Xuân Huy có viết đầy đủ hết. Đấy. Nhưng mà Và họ đó không đọc, trước họ 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 bịt miệng nữa anh ơi. Đây là mình nói là nói bằng cái lời ra để cho người ta hiểu được á. Đó, để cho người ta biết được á là cái thời cuộc đó họ làm cái gì. Anh biết là coi cái hiệp định Paris ra ra đời á, tại sao không? Nhà báo Nguyễn Phương Hồng ấy, cái gì cũng biết ấy. Bây giờ cái đây là coi như tôi bỏ, tôi thiệt anh là anh bỏ tay rồi anh biết tại sao mà cái hiệp định Paris ra đời là coi như để mà ký tôi có hiệp bó định tay đâu tôi biết chứ. Ok anh biết đi, tôi nhường bởi cho anh nói chút vì đó cái người Mỹ họ lúc đó hai cái giai đoạn mà gọi là mà Thủy quân Lục Chiến bị mang tiếng nhiều nhất là giai đoạn mùa hè đỏ lửa 1972 right. và giai đoạn 1975 tháng 3. Yes. Thì cái sự bất mãn của anh em Thủy quân Lục Chiến á, mình cũng phải thông cảm cho họ. Họ như là những người lính bị đầy. Đơn vị Thủy quân Lục Chiến hay nhảy dù nó là những đơn vị gọi là tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tức là những cái đơn vị đó dùng bằng những trực thăng vật và họ là những người lực lượng cơ động, tức là chạy đi chạy lại, chứ không phải là địa phương quân đi đóng đồn. Thành ra nhảy dù với Thủy quân Lục Chiến ấy, thì họ bị đóng đồn. Nhưng mà bên tương đối anh em nhảy dù không bị mang tiếng như là bên Thủy quân Lục Chiến. Bởi vì Thủy quân Lục Chiến ấy, nó làm như là cái truyền thống ấy, từ lúc họ thành lập cho tới giờ họ bị rất nhiều chuyện, ngay cả vấn đề đảo chánh năm 63 hoặc là những cái vấn đề sau này năm 72 mùa hè đỏ lửa tới năm 75. Họ đi tới đâu là họ cướp và họ hiếp. Đấy, cái chuyện nó xảy ra như vậy. Cái ở dưới Trường Thiện cũng vậy luôn. Cái tiểu đoàn 2 Thủy Lục Chiến đó, tại sao gọi là người ta gọi là tiểu đoàn Châu Điên không? Cái đó là bên Việt Cộng đặt tên cho họ đó, lý do. Tại vì lúc đó đó họ đánh ở dưới Trường Thiện. Tiểu đoàn Thủy quân Lục Chiến được 200 tân binh. 200 tân binh đánh ở trận đó, thì khi mà cái lệnh mà rút lui thì những anh em tân binh đó đó họ lại đi ngược. Họ đi tấn công vào trong bên phía bên Cộng sản. Thế nhà bên Cộng sản đã tưởng là mình đang thắng thế, bên kia đang nghe nói rõ rõ ràng rút lui mà tại sao lại thấy nó ào ào chạy tới. Thì tiểu đoàn thấy rằng cái mấy trăm tân binh mà nó chạy như vậy thì bỏ không được. Ông anh tôi là tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục Chiến. Ông đảo chánh ông Diệm ở trên chiếm đài phát thanh. Đấy. Ông đang ở Mỹ này, ông đang ở. Thì ông kể chuyện lại, ông bảo có gì đâu, thế này nhà tiểu đoàn nó phải dồn lại để cứu mấy thằng kia ông thôi là ông bị Việt Cộng bắt hết. Thành ra khi mà quay ngược trở lại thì bên kia rút lui. Thế từ đó cái Việt Cộng đặt tên là
Châu Điền. Phải. À, kiểu đó, nó có cái tên Châu Điền là từ ở chỗ đó ra. Okay. Trở lại cái vấn đề là Cao Xuân Huy. Tôi gặp Cao Xuân Huy. Cao Xuân Huy làm trong tờ báo Người Việt. Tụi tôi hay nói chuyện với nhau. Cao Xuân Huy hay chê tôi. Biệt động quân. Xin lỗi. Đéo gì mà không biết uống rượu. Cao Xuân Huy uống rượu kinh khủng lắm. Thành ra bởi vậy Cao Xuân Huy mới chết. Chết vì bệnh gan. Thì Cao Xuân Huy đã trẻ hơn tôi nữa. Thì Cao Xuân Huy viết cái cuốn Tháng Ba Gãy Súng là nói về cái vụ ông bây giờ đó, ông tướng Lâm Quang Thê đang ở trên sông Ô Dê. Đấy, ông ở trên đó. Ông là tư lệnh phó tiền phương ở quân khu 1, tức là ông Ngô Quang Trưởng là tư lệnh trưởng. Thì ông ra lệnh cho thủy quân lục chiến rút về bãi biển Thuận An. Nhưng mà ai cũng biết, mình ở ngoài Huế biết rồi, cái bãi biển Thuận An là nó chống bốc. Nó chống ghê lắm, không có một cái cây cối gì để mà gọi là hay hầm hố gì hết. Bây giờ có đào lên cũng không đào kịp, bởi vì nó là cát, nó không phải là đất. Đấy. Thì thành ra khi mà rút về tới đó đó, mà quân Bắc Việt đó, họ rất giỏi tiếng về vấn đề mà gọi là pháo binh. Họ nổi tiếng pháo binh từ hồi cái trận Điện Biên Phủ đến giờ. Thành ra họ đi đâu đó, họ luôn luôn là có cái chiến thuật gọi là tiền pháo hậu xung. Tức là họ tấn công bằng pháo binh trước, xong rồi mới dùng bộ binh. Thì anh em thủy quân lục chiến khoảng chừng 3.500 người thủy quân lục chiến kéo về bãi biển Thuận An nằm đó. Và tàu đó, thì bãi biển Thuận An không phải là cái cảng để mà gọi là cho tàu cập bến, thì tàu phải cập bến ở bên ngoài. Thành như lúc đó đó thì bị pháo kích nằm dàn đầy hết ra đó, là làm mồi cho đạn pháo, và nhiều người nhảy xuống biển hoặc là đi bơi ra, để nhiều người chết vì chết trôi thôi, chứ tức là tự mình ấy, chứ thật sự rằng quân Bắc Việt chưa tới nơi, mà quân bộ binh chưa tới nơi, chỉ bắn bằng pháo binh thôi. Thì đó là một cái sự mà tôi đã yêu cầu Trung tướng Lâm Quang Thơ, ông viết về cái trận chiến An Lộc. Tôi bảo rằng ấy, Trung tướng không chỉ huy trận An Lộc mà Trung tướng lại viết về trận An Lộc, mà trong khi Trung tướng là phó tư lệnh tiền phương ra lệnh anh em thủy quân lục chiến rút theo đường bãi biển Thuận An, ra lệnh anh em nhảy dù rút theo cái đường đèo chuồi Lăng Cô. Bên ở đó là biết rồi. Vâng. Bên kia là Lăng Cô, tức là bên thuộc về bên Đà Nẵng, Quảng Nam, còn bên này là chuồi. Thì đi qua, lúc đó nó chưa có cái đường hầm, phải đi mà đi trên đèo, đi lên trên đèo, nếu mà không đi trên đèo thì đi ở dưới. Nhưng mà đó, trước khi tới đó nó cũng là làm mồi cho pháo binh rồi, bởi vì mình đi khơi trên đường nhựa mà. Đấy, thì ông không biết, thì cái đó là một cái dấu hiệu rất là đen ở trong lịch sử. Mà lý do mà người Mỹ họ muốn rút ra khỏi Việt Nam là bởi vì 10 năm rồi họ đã không nhìn thấy một cái tia sáng gì ở trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ là người gây ra cái trận chiến, họ đã tạo ra cái chuyện mà cái chiến hạm Maddox bị tấn công, nhưng mà thật sự không có, hoàn toàn không có. Thì họ lấy lý do đó, bây giờ thì họ giải mã rồi, họ xác nhận cái đó là cái vấn đề dàn dựng của Mỹ để lấy cớ mà để đem quân Mỹ đổ bộ vào trong Đà Nẵng. Thì bây giờ tôi nhắc anh lại, chúng mà anh nhắc lại là cái như vậy, họ nhìn thấy rằng á, nếu mà còn kéo dài nữa đó thì quân đội Mỹ sẽ còn chết nữa, làm mồi cho cái những cái súng đạn. Okay, cái đó bởi vì họ biết rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể tự chiến đấu được, bởi vì cái trận đánh mà mùa hè đỏ lửa và cái trận cái Lam Sơn 719 ở bên Lào đó chứng tỏ rằng cái khả năng cơ động của Việt Nam không có, hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề mà tiếp liệu của Mỹ. Mà Mỹ không tiếp liệu nữa đó, thì coi như là cái vấn đề mà Việt Nam không thể nào tự lực mà tấn công được. Ông thủ Tổng thống Trần Văn Hương lúc đó đã phải lên, cái là ông Thủ tướng Trần Văn Hương, Thủ tướng xin lỗi, ông đã phải lên trên đài phát thanh mà ông khóc, lên đài truyền hình, đài số 9, ông khóc rằng á, ông bảo ra cái cuộc Lam Sơn 719 là một cái cuộc nướng quân. Bởi vì người Mỹ họ muốn quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị chôn vùi trong đó. Thằng bạn tôi, thằng Nguyễn Thế Hội, nó đang là trung úy
của bên 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 tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù, nó đang ở trên Seattle. Nó là một cựu chiến binh quân, nó kể câu chuyện lại. Nó kể lại câu chuyện chúng tôi lúc đó mời mấy thằng bạn về Mai Hương. Mai Hương ở đường 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 Công Lý cái mới lại đường đường Lê Lợi, góc tiệm kem Mai Hương. Mấy anh em quân đội hay ngồi với nhau ở đó. Lúc đó thì tôi giải ngũ rồi. Nhưng mà ngồi nó nói chuyện thì mấy thằng nó chọc. Bảo mẹ hôm ở bên Hạ Lào đó, mặt tay xanh tay mét, sao bây giờ gáy dữ vậy? Thì cái chuyện trận đó đó, người Mỹ đã muốn chuẩn bị cho cuộc rút lui. Thành ra đó, khi mà cái 719, thất bại của 719 đã ép ông Thiệu bắt buộc phải ngồi bàn hội nghị. Lúc đầu thì ông Thiệu không chịu ngồi. Lúc đầu ông Thiệu là còn phải nói chuyện với Bắc Việt cơ. Nhưng mà Bắc Việt họ nói chuyện với lại Mỹ. Về Việt Nam Cộng Hòa chỉ được nói chuyện với lại Mặt trận Giải phóng mà thôi. Đó. Tức là hai cái lực lượng đó coi như là mình thấy rằng là Việt Nam Cộng Hòa ở vào cái thế mà người Mỹ họ ép. Họ muốn trong lúc đó, đó thì cái cuộc những cái cuộc biểu tình phản chiến ở nước Mỹ đã nổi lên rất khắp nơi. Ông Nixon ông đã đạt được cái mục đích của ông là ông được tái đắc cử. Thành ra ông nghĩ rằng ok chấm dứt để ông đi ông rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà ông không rút ra được, ông chưa kịp rút ra được thì là ông bị cái Watergate. Cái vụ Watergate đó, đó là người Mỹ họ đã chán nản ông Nixon. Thành ra họ muốn tạo ra một cái Watergate để mà ông Nixon bắt buộc phải từ chức. Thì tôi nói rằng ông Nixon ông nhận được cái tờ giấy pink slip ở bên Mỹ đó, có cái tờ giấy màu đỏ đó, đi làm việc mà gọi là pink slip, tức là giấy nghỉ việc. Ông may mắn hơn ông Tổng thống Kennedy ở chỗ đó. Nó không bắn ông chết mà nó cho ông nghỉ việc. Thì ông đồng ý ông từ chức để cho ông Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson lên thay thế. Thì lúc cái ông Lyndon B. Johnson hoặc là ông Tổng thống Ford sau này cũng chỉ là những cái mà gọi là tiếp nối con đường của Mỹ đi, tức là thực hiện thi hành cái hiệp định Paris ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Tôi lúc đó làm trong Ban Liên Hợp Quân sự bốn bên, nằm trong cái lực lượng của gọi là Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến tại Việt Nam. Thì tất cả những cái hệ thống mà máy truyền tin từ Cần Thơ về Tân Sơn Nhất ra Biên Hòa rồi ra tới Huế, ra tới Quảng Trị và ra tới Hà Nội đó, thì là do người Mỹ họ điều khiển để mà cho các ông Đại tá Võ Văn Đông cũng như là ông chuẩn tướng Phan Hoàng Hiệp để nói chuyện với nhau trong lúc mà để mà tạo cái sự rút quân. Thì sau khi Mỹ rút quân xong thì mình thấy cái chuyện nó đã xảy ra là cái cuộc chiến Việt Nam á, dù ông Thiệu có tài thánh đi nữa đó, ông cũng không làm gì được, bởi vì ông sợ viên đạn sẽ bắn vào đầu ông. Đấy. Ông sợ chết, đằng lòng để cho Hoàng Sa bị mất, không dám phản đối. Đấy. Thế thành ra rồi cái ông Hồ Văn Kỳ Thoại, đề đốc phó Hồ Văn Kỳ Thoại, phó đề đốc, ông đang ở đây. Và tôi bảo ông kể lại câu chuyện đó, ông không dám kể. Tôi, KBC Hải Ngoại, dám viết cái bài đó lên và thách thức ông Đại tá Hà Văn Ngạc dám nói chuyện về Hoàng Sa không? Tại vì ông Trung tá, Hải quân Trung tá Lê Văn Tự, ông là người kể lại câu chuyện đó. Và chính cái Hải quân 5 của ông Vũ Hữu San ở dưới San Diego là cái người bắn cái viên đạn đó vào trong cái Hải quân 16 của ông Lê Văn Tự. Đó là những cái chuyện thật sự, cái lịch sử mà người Việt Nam Cộng Hòa không muốn nhắc tới. Họ muốn che đậy, họ muốn giấu giếm cái lịch sử. Và họ, ok, họ muốn giấu giếm, đối với tôi đồng ý chuyện đó. Nhưng mà giấu giếm xong rồi đó, quay ngược trở lại chửi về quê hương là không, là cái điều đó tôi không chấp nhận. Và khi họ đã chửi lại quê hương, thì tôi lại phải nói ra cái sự thật để cho mọi người biết tại sao họ muốn lấp liếm những cái gì. Lịch sử là lịch sử, không thể thay đổi được. Cũng như là bây giờ đó, cái quyển lịch sử Việt Nam không dùng chữ ngụy thì ai cũng biết. Lúc đó Bác Hồ phải đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. Thì giờ Mỹ cút rồi, ngụy nhào rồi, thì cái có cần thì chữ ngụy nữa không? Tại vì lúc đó bây giờ là APEC 2017, nhà nước Việt Nam muốn chứng minh cho thế giới biết rằng chúng tôi là những người chiến thắng và chúng tôi là những người có tư duy, chúng tôi có những cái tâm thức và chúng tôi
là những người biết suy nghĩ. Chúng tôi không có trả thù, không có nghĩ về quá khứ nữa. Dẹp cái quá khứ, chúng tôi bắt đầu kể từ ngày hôm nay APEC 2017, tháng 11 năm 2017 này trở đi, Việt Nam sẽ là một cái quốc gia khác. Đấy là, còn cái Bình thì nhận xét là tại sao chưa đủ Mỹ anh rời Hồng. Việt Nam thì nghĩ Chưa là đủ, Mỹ. chưa đủ, anh nói chưa đủ. Tôi muốn hỏi anh là tại sao cái hiệp định coi như là Paris là cái hồi anh nói là coi như là hiệp định Ba Lê ấy, nó ra tại sao cái thẩm thiện cái chỗ này đó anh không, chẳng phải là coi như anh nói cái đó là anh nói với là coi như mọi người đã nói nhiều lắm rồi và ai cũng biết cái này rồi, những cái mới mẻ của tôi á, tôi đang nói như vậy. Khi hiệp định ký kết Paris ra ngưng bằng hai bên Việt Bắc á, và coi như Nam Việt á, đó là một cái bàn chính trị của người Mỹ đưa ra để mà rút quân an toàn. Vì họ thấy được cái dạ tâm của là người lính Việt Nam, họ họ sợ là phản công. Họ sợ khi rút ra khỏi Việt Nam không an toàn. Nên họ bày ra một cái bàn cờ này để đánh lừa những cái loại người mưu sự dốt nát. Tôi nói ra để cho quý vị nhận xét á. Tôi nói có đúng hay không? Những cái loại người mà cầm á, những cái loại người mà cầm cái thể chế lúc đó mà đúng ký kết như vậy đúng á, mà khi mà coi như mà Mỹ rút ra một cách an toàn, không có gì mà coi như trở ngại hết, những cái loại người mà như Nguyễn Văn Thiệu mà cầm á, là từ khi mà Mỹ rút ra xong là từ năm 72 á, 73 cho đến về sau á, that's to be the friction the Vietnam of the South Vietnam. Khi người Mỹ rút ra rồi, mình phải cần đòi hỏi là họ để lại cái vũ khí tối tân, để lại những cái gì để chúng ta chiến đấu với Bắc Việt, quân Bắc Việt, và chúng ta tìm cái đường thoát của là đồng minh như thế nào. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu biết rõ là coi như là chế độ của bên Bắc Việt là có là Nga Xô và Trung Cộng chứ. Mà khi một người đồng minh mình thoát đi ra rồi, mình chẳng có cái gì dựa nữa, mà cũng không níu lấy được cái gì mà cái vũ khí để mà chống trả và quay làm cái gì hết á. That's stupid, the friction, Nguyễn Văn Thiệu. Đảng làm được cái tổng thống như vậy không? Không mất năm 75, cũng mất năm 76, 77. Và mất hết. Và còn thê thảm hơn miền Bắc nữa. Kinh tế sẽ xuống nữa. Vì họ dựa vào cái đồng tiền á, các anh á, những cái đồng tiền mà coi như là tiền lĩnh á, tiền quân nghiệp vụ hay là cái tiền quả phụ đó, những cái đồng tiền tài trợ từ nơi cho Mỹ hết á, 1 triệu mấy, 1 tỷ mấy hết á. Anh xác nhận cho tôi đi, để tôi nói đến đây là còn người đàn anh để xác nhận, để mà coi như công nhận, để mà cho tôi để nó coi như cái tiền nói để tôi nói. Anh xác nhận đi, có phải như vậy không? Vì cái viện trợ của thì đồng ý, cái ai cũng biết là cái vấn đề mà hiệp định Ba Lê là để là coi như là giúp cho Mỹ, giúp chat nói tiếp đi. Mỹ được rút quân trong danh dự mà còn cách an toàn nữa. Anh thừa nhận như vậy không? Bây giờ anh chỉ đã... có điều đó. Chỉ có điều đó tại vì quân Bắc Việt đó tấn tiến quân quá nhanh đi. Quân Bắc Việt tiến quá nhanh đi thành ra hai chiếc bom CBU đó, hai trái bom CBU nó phải thả xuống ở dưới Xuân Lộc để chặn bớt cái bước tiến quân của quân Bắc Việt. Ở trong này đó là có anh Hoàng Hiền đó, lúc đó là anh chỉ là lính thôi ở trung đoàn 66. Bây giờ anh là lúc mà anh ra khỏi quân đội đó anh là đại tá. Thì nó cái hồi năm 75 đó anh mới chỉ là một người lính trong trung đoàn 66 của sư đoàn 304. Thì anh nói rằng á
đi mà đi một cách thần tốc mà ăn bằng bo bo. Nhưng mà khi vào tới nơi đó thì qua khỏi Long Khánh á, thì bắt đầu là có gạo được à. Tại vì đã kiếm được gạo của trong miền Nam này. Cái của quân đội Việt Nam Cộng hòa vứt lại thôi. Rồi anh cho. Thế nhưng mà anh cho tôi cái tiếp, mà tại vì đó mình tiến quân quá nhanh, thành ra Mỹ nó phải thả hai cái bom CBU xuống để chặn that's bớt right, bước tiến right. mình, để kịp thời cho những người Mỹ còn sót lại ở trong thành phố Sài Gòn có cơ hội để được di tản. Và ngay cả lúc mà đó, những người đã cái cuộc di tản đó, đang ngồi chờ cuộc di tản ngày 27 đó, thì sáng ngày 28 là chiếc máy bay cuối cùng bị bắn rớt gãy làm đôi, thì thủy quân lục chiến Wow, Mỹ quý họ vị đưa máy bay trực thả thăng tim nhiều lên quá. vào trong Tân Sơn Làm Nhất tôi yêu và tim. trên lầu của cái tòa đại sứ Hoa Kỳ, bây giờ trên đường Lê Duẩn đó là tổng lãnh sự đó, Thank là you. phải đón Thank người you, quý vị. ở chỗ đó thôi. Tại nếu mà không chặn hai cái bom đó thì không kịp giữ cái I là love you. Mỹ không kịp giữ đi toàn. Đấy. À, cho tôi nói như vậy anh. Bây giờ anh thừa nhận cái tôi á là sau khi Mỹ rút quân và đến khi mà coi như là của là đầu năm 1975 á, là những cái tiền lương của các anh quân nhân á bị trễ hết á, trễ hết, kể cả quân tịch vụ và quay cái tiền mà quân tịch vụ tiền tiền mà cho cả quả phụ á đều trễ hết luôn. Đúng. What the hell they don't say about that? Lúc đó họ bị kiệt quệ rồi. Đúng. Cái điều đó có. Ông đại tá Trần Minh Công, ông là viện trưởng viện cảnh sát ở trên Đà Lạt đấy. Ông ở đây này. Ông ở trong tổ chức của Hoàng Cơ Minh, ông vẫn còn sống. Ông đại tá cảnh sát quốc gia, hai ông ở trong cái đại tá ở trong cái lực lượng Hoàng Cơ Minh là đại tá Phạm Văn Liễu. Ông Liễu thì ông chết rồi, ông viết cái quyển sách mà Trả Tay Sông Núi đó. Còn bây giờ ông Trần Minh Công còn đây. Ông Trần Minh Công mới cách đây mấy tháng thôi, ông còn xác nhận rằng á lúc đó là hoàn toàn là không có không không có tiền, và cái ngày mà thường thường là cuối tháng là ngày ngày để phát lương đấy, thì ông xác nhận rằng lúc ông đi vào kho bạc để ông lấy cái tiền lương để mang đi phát, và hoàn toàn là hãy còn đặt tiền gọi là tiền tiền Việt Nam, chưa phải là tức là đổi ra đô la rồi, đô la đổi ra tiền Việt Nam rồi. Thế nhưng mà đã đúng ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 thì hoàn toàn, nghĩa là Mỹ ngưng, không còn một cái đồng bạc cắt nào bỏ vào trong miền Nam Việt Nam. Tất cả những cái tiền mà sau ngày từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 đều là cái tiền còn lại hoặc là tiền ở miền Bắc mang vào để mà tiêu thụ mà thôi. Đồng ý với mình cái chuyện đó. Ok, nói là có gì có đằng anh thừa nhận như vậy là quá tốt rồi. Thế nên coi như sau khi á mà cái thi sỏi của là coi như chế độ Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy đầu năm 75 á là quân Bắc Việt nó đã biết rồi. Nó bị biết yếu dần dần rồi. Và chính cả cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dần dần đó họ bị u mê rồi. Họ rạ rời rồi. Biết rồi. Đó. Những cái thức ăn của họ không có viện trợ như cái thức ăn của Mỹ trước nay nữa. Như đồ hộp, là cơm sậy, có như các thức ăn mà có cao cấp của quân đội ấy. Lúc đó họ tự nấu cơm lon ăn, họ bỏ lên cái lon á, đó là có gì họ đổ trong đó họ nấu tự ăn, mỗi người một lon như vậy. Tại sao các ông không nói cái đấy? Ở trên cấp sĩ quan á, đi qua Mỹ đấy á, toàn là Rồi những yêu. cái cấp sĩ quan qua Mỹ này á, hạ câu á là từ trung úy trở lên, họ á chỉ biết ăn tiền lương ở trên thôi, còn ở dưới mà các chiến sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa mà sĩ quan mà coi như là về thượng sĩ hạ sĩ quan á, họ rất là khổ, họ rất là coi như thiếu thốn hết. Tại sao các ông không nói đi? Các ông á, là sĩ quan từ cấp trung úy trở lên để mà qua đây, rồi các ông á, mạnh dạn ăn những cái đồng tiền của Mỹ để nói.
những cái chuyện tào lao các ông biết là những người mà chiến sĩ của các ông á, đồng đội các ông á, ở Việt Nam á, từ hạ sĩ quan, từ thiếu úy chuyển hạ sĩ quan mà họ không được đi Mỹ á, họ sống coi như là hàng 600-700 ngàn người ở bên đó. Bởi tôi nói với anh á, ở đây tiếng Mỹ á, nhẹ nhất là gọi là bullshit. You are the bullshit. Bình nói đúng. Yeah. Đó. Thành ra tôi nói là nói, tôi không bao giờ mà hỗn hào, vì tôi là coi như có cha mẹ tôi dạy là không được nói hỗn hào. Còn quý vị mở miệng đó là chửi là coi như tất nhiên là quý vị đã am hiểu ở trong cái đời sống của gia đình quý vị là có cha mẹ chửi, chửi thề như vậy thôi. Hoặc là chửi những cái dùng lời lẽ mắc dạy. Thành ra quý vị dùng cái đó mà để học. Rồi bây giờ chủ quý vị là dạy lại con cái quý vị, đổ trên đầu của con cái quý vị những cái tội lỗi mà quý vị đã là coi như là cái xảy ra chiến tranh đó. Hai bên đều có lỗi hết. Không ai là coi như nói là coi như không có lỗi. Khi mà đã ra cái trường đấu đá thì đều hai bên có lỗi. Thì cái đó là cái chuyện của người lớn, cái chuyện của là các ông. Nhưng mà bây giờ tôi chắc là các ông đang đổ trên cái đầu của con cháu các ông đó. Một cái thằng nào mà có nhỏ nhỏ như Tạ Đức Tỷ ấy, lên làm thị trưởng là bu tới, cứ nhờ nó. Đủ rồi, các ông nhờ đủ rồi. Nhờ quá như Mỹ, nhờ quá như cái này cái nào đủ rồi. Đừng bao giờ nhờ từ trẻ mà để quá như là cho các ông á, có cái niềm tin sau này á, lực độ một cái thể chế hay là làm cái gì cho các ông á, hạ già. Tôi nói ở đây có đàn anh, khi đó tôi nói, con tôi nói vợ vẫn mà coi như mà không có đàn anh hay là có đàn chủ để mà tôi nói đâu. Có phải như vậy không anh không? Anh nói cho tôi biết là coi như tôi nói đúng hay sai. Cái mình à, đúng. Dạ, tôi chỉ cần anh thừa nhận thôi. Muốn chia sẻ với Bình như thế này á, là thường thường ở bên Việt Nam Cộng Hòa là cỡ đại úy trở lên thì bắt đầu có thể kiếm ăn được, còn cỡ trung úy và cỡ thiếu úy này kia đó hay là chuẩn úy thì nó nhiều lắm. Nhưng mà thành phần đó là những lại như chính thành phần đó mới là thành phần trực tiếp chỉ huy ở ngoài mặt trận, hay là với anh đại úy, anh là đại đội trưởng rồi, anh ấy đâu cần phải ra trận, anh ngồi thì cũng có những cái trận đụng độ thì sắp lá cờ hay cái gì đó thì cũng có, nhưng mà đa số thì chỉ có những người trung đội trưởng hoặc là cái ấy thôi. Nhưng mà đó ở những đơn vị hậu phương đó, là kiếm tiền được là ai, ngay cả một ông thượng sĩ hay trung sĩ thường vụ đây của đại đội đó, cũng có thể kiếm được. Đó là cái gì? Đó là cái quân tiếp vụ. Quân tiếp vụ là một cái ổ tham nhũng. Một thằng chuẩn úy ra trường như tôi được 7.000 tiền Việt Nam lúc đó đó, năm 68, 7.000 không đủ để sống cả một tháng. Thành ra nhưng mà có quyền mua một tháng thì được mua 2 tiếp thuốc lá. Đấy. Trong khi nếu mà thằng mình mà ua hút thuốc lá mà mình hút tới mỗi ngày một điếu thôi á, là không đủ, 2 tiếp ra là có được cả 20 điếu thôi. Nhưng mà không có tiền mua thì làm cái gì? Thì thôi, mình đi đánh trận ở nhà ta lấy ông này cái 2 tút thuốc lá của ông chuẩn úy Nguyễn Văn Hùng ông không mua này, cái mang đi ra ngoài chợ bán đấy. Đấy. Hoặc là họ cái là thương lượng luôn này, kỳ này ông được này, ông được cả 5 hộp sữa này, mấy ký gạo này, mấy ký bột này, rồi 2-3 thuốc lá này, đại khái như vậy. Ông tôi đưa ông chừng là tiền được không, thí dụ như vậy. Họ thương lượng ngay tại chỗ. Đấy. Rồi, bây giờ là coi như tôi thì tôi trả lời là không. Cái chuyện nhưng mà biết mình không, mình trả lời không thì anh, người ta lại mang đi, người ta bán như thường. Anh, tôi nói để anh thừa nhận là có hay không thôi. Đó, chứ còn anh nói thêm nữa thì tốt, để cho người ta hiểu thêm. Rồi tôi hỏi anh á, những cái tay mà coi như rồi, là quân cảnh với là tay cảnh sát, địa phương quân, nghĩa quân, cái gì đó, tại sao nó ở là hậu phương làm gì? Nó có là coi như là money in không? Money get không? À ok.
có không? À, tôi hỏi anh là có hay không thôi chứ coi như đó, những cái đây, thành phần đó là tất cả là một gì? câu chuyện rất là có thật. Rồi trước khi kể câu chuyện đó thì cũng nói cái chỗ này nữa, cái đơn vị thứ nhì mà có thể kiếm ra được tiền á là đơn vị quân cụ. Thành ra tại sao bây giờ ở bên Mỹ mình thấy lính toàn là lính quân cụ không à? Quân cụ là gì? Quân cụ là tất cả những xe xe đấy mà cái theo cái sự viện trợ của Mỹ đó là một đổi lấy một. Mấy ông á, cái xe đó thì hư ít thì ông nói hư nhiều. Thế là tháo cái đồ đó ra, cái thì là Mỹ nó thay. Thí dụ con heo con quay heo chẳng hạn vậy đó. Thả tim nhiều nhiều cho anh Hùng đấy. Nó thay cho cái đó, mình mang ra ngoài chợ mình bán cho mấy ông xe xe đò mua ngay lập tức. Cái thứ hai nữa, cái ngành công binh họ cũng kiếm ra được, tại vì cái ngành đó là cũng được những cái đồ đạc để mang để mà thay thế để rồi cái ngành thứ ba nữa là mấy anh pháo binh bán cái gì biết không? Mình lên mình chở đạn nhé, chở Thả đạn tim lên ra phía ra thả tim ngoài nhiều nhiều anh trên Hùng. trong rồi đạn bắn hết, còn lại những cái gì, những cái thùng đạn á, cái thùng đạn bằng gỗ đó đấy bán nha, đóng bàn này, đóng ghế này, bán nguyên vào Cảm ơn bộ các bàn bạn. ghế đấy. Đấy đó là những cái mà Việt Nam Cộng Hòa nó tham nhũng được. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà Bình mới hỏi về cái vấn đề lính lính địa phương quân, ông anh tôi sau khi đảo chánh ông Diệm thất bại đi mới ông cả Vương Văn Đông Nguyễn Chánh Trì đi qua bên lại đi qua Campuchia. Khi mà trở về đó thì ông được làm quận trưởng quận Gò Công. Ông xuống ông thấy xuống dưới đồn ông ra ông bảo điểm danh quân số đầu tiên ông bảo vào đứng ra được có trăm mấy đứng ra được cái trăm mấy người mà trong khi quân số của nó tới cái mấy trăm người trong cái đồn đó đấy. Thì đó là những cái quân số ma là để cho họ lãnh lương. Cái ông đồn trưởng ông lãnh lương mỗi tháng ông cái Phan Phụng Tiên, chuẩn tướng Phan Phụng Tiên, tư lệnh sư đoàn 6 ở ở Sài Gòn đấy, quên là tư lệnh sư đoàn 5 ở Sài Gòn, ông là tham mưu trưởng chứ không phải tư lệnh, xin lỗi. Ông nói ở trên cái đài cái chương trình của truyền hình Perimatch hãy còn ở trong YouTube, ông trả lời bằng tiếng Pháp đó. Ông nói lính của chúng tôi là lính ma lính kiểng thì làm sao mà chúng tôi mà đánh thắng được. Ông nói ông là người đảo chánh ông Diệm thất bại, và sau khi ông trở về ông ở đây này ông bị chết. Tôi rất quý ông, hồi lúc mà ông còn sống vẫn hay nói chuyện ông. Ông bảo rằng cái tham nhũng nó giết Thưa quý vị, cái Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói thẳng ra như cho vậy, anh Hồng nói trả những cái lời trái cho mình tim biết là của quý cái vị. lính mà cái cấp số của địa phương quân á, tại không ai kiểm soát được, nhưng mà làm sao mà một trong một cái xã một cái đấy mà có tới cái là 300 là lính địa phương quân đấy. Có mấy chục người thôi hay trăm người thôi, còn lại là toàn là lính giả không à? Để lãnh lương của Mỹ Đấy, lính kiện đấy anh không, lính kiện đấy. Thì quay như vậy đó, tôi nói với anh á là từ ngang quân cảnh cho đến cảnh sát cho đến địa phương quân cho đến lính kiện. những cái tòa loại lính kiện như ông Phan Kỳ Nhân á, cái ông này á, nếu mà tôi mà chửi là nặng lắm, nhưng mà tôi không chửi, việc mẹ tôi không dạy tôi chửi, thành ra tôi không nói chửi được. Ông là quân cảnh, ông biết là coi như là ai là đưa hối lộ cho ông có cái chức vụ quân cảnh. Ông là coi như bây giờ tuổi mà coi như đến mà coi như mà gần 80 rồi mà không biết là coi như ai mà coi như là cho ông cuộc sống quân cảnh hết á. Rồi ông tào lao cái chỗ mà coi như mà mấy năm về trước á, tôi nghe ông Phan Thanh Nhơn, ông Phan Thanh Ngưu với ông Lê Xuân Nghĩa. Biết ca sĩ anh Khoa không? Anh Khoa biết, ca sĩ anh Khoa biết. Thì bây giờ mình nói chuyện này là đừng nói chuyện về anh Khoa nữa. Mình nói chuyện này là nó xong rồi nè. Những người mà nói về coi như là cứ ca sĩ anh Khoa là người Phan Thiết. Ok. Okay.
Nên coi như mình nói là về coi như ông Phan Thanh Nhơn, về ông Phan Thanh Ngưu, về coi như ông Lê Xuân Nghị này. Trước đây cứ lên đài nói là coi như không gửi tiền về Việt Nam. Lúc nào gần tới 30 tháng 4 là phải không gửi tiền Việt Nam. Đừng coi gửi về cho bọn cộng sản hay là coi như họ dùng cái tiền anh nữa. Tôi nói với ông Phan Thanh Nhơn đấy, nhà nhất lúc kia là bullshit, you're all bullshit. You're the old man are bullshit. Tại sao tôi phải gửi về tiền với coi nghe ông mà không gửi tiền về cho mẹ tôi ăn, thân nhân tôi ăn. Ông chỉ có một cái chút mà coi như mà thù hận thôi. Mà ông phải là coi kêu gọi toàn dân ở hải ngoại mà không gửi tiền về để mà giúp thân nhân của họ. What the hell do you can do? Tôi ông về Việt Nam ông cưới vợ cho con ông ở Việt Nam vậy hả? Vậy là coi như ông bỏ tiền cưới vợ thì coi như vậy là ông gọi mấy người mà không gửi tiền là ông đem tiền về thôi hả? Những cái loại người này á nó quá ngu đi. Tôi coi như tôi cũng là hổ nhưng mà tôi thấy coi như quá ngu là chỗ là cái ngu á là